Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, hôm nay huấn luyện viên Philippe Truje và nhóm cầu thủ đầu tiên đã có mặt ở tại Doha Qatar để chuẩn bị tham dự giải giao hữu Doha Cup cùng với U23 Việt Nam. Đây là giải đấu đầu tiên của chiến lược gia người Pháp trên cương vị huấn luyện viên trưởng U23 và đội tuyển Việt Nam. Từ Hà Nội, ông thầy người Pháp và nhóm cầu thủ đầu tiên của U23 đã có mặt ở tại Doha Qatar sau một chuyến bay kéo dài 7 giờ đồng hồ. Nhà cầm quân sinh năm 1955 cùng với các học trò đã được đại diện của đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tiếp đón rất nhiệt tình ở tại sân bay. Các cầu thủ còn lại thì cũng đã tới Doha vào lúc 3 giờ 30 ngày 19 tháng 3 tính theo giờ Việt Nam. Ở tại Doha, đội tuyển U23 Việt Nam được ban tổ chức bố trí ăn nghỉ ở tại khách sạn Crown Plaza. Đây là một trong những khách sạn rất tiện nghi và từng là nơi đóng quân của đội tuyển Đức và đội tuyển Ả Rập Xíu tại World Cup 2022 vừa qua. Sau khi dùng bữa ăn rất ngon miệng được chế biến bởi đầu bếp người Thái Lan và tranh thủ nghỉ ngơi để hồi phục thể trạng thì các cầu thủ cũng đã có buổi tập gym thư giãn ở tại khách sạn. Cũng trong hôm nay, toàn đội đã bước vào buổi tập đầu tiên trên đất Doha để chuẩn bị cho giải giao hữu quốc tế U23 Cup. Giải đấu này có sự góp mặt của 10 đội tuyển gồm có Việt Nam, Thái Lan, Iraq, UAE, Kuwait, Kyrgyzstan, Oman, Ả Rập Xê Út, Hàn Quốc và chủ nhà Qatar. Các đội bóng chia cặp để đá hai trận ở tại vòng bảng, sau đó thì sẽ phân hạng dựa trên thành tích để sắp xếp cặp đấu ở lượt đấu cuối cùng. Giải giao hữu Doha Cup diễn ra đúng vào tháng lễ Ramadan của người đạo hồi. Trong tháng lễ này thì tất cả các tín đồ đạo hồi đều chỉ ăn uống sau khi mặt trời lặn, do đó các trận đấu đều diễn ra ở khung giờ rất muộn như là giải châu Âu. Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán với Iraq vào lúc 2 giờ 45 ngày 23 tháng 3 và gặp UAE vào lúc 0 giờ 30 ngày 26 tháng 3 tính theo giờ Việt Nam. Đây không chỉ là thuốc thử liều cao để cho thầy trò huấn luyện viên Philippe Troussier tìm được cảm giác chơi bóng trước thềm SEA Games 32 mà còn là bài kiểm tra để cho nhà cầm quân người Pháp đánh giá năng lực của các học trò cũng như là tính khả thi của lối chơi mà ông muốn áp dụng. Chuyên ngắn, nhanh, mở rộng thân người, liên tục di chuyển, không để bị cuốn theo bóng chính là những khẩu lệnh quen thuộc của U23 Việt Nam trong 17 ngày tập luyện đầu tiên dưới thời huấn luyện viên Philippe Trujier. Dù đa phần lực lượng hiện tại đã quen với yêu cầu huấn luyện của nhà cầm quân người Pháp, hoặc thực ra ông Philippe Trujier chỉ chọn những học trò đã quen với phong cách và thấm nhuần triết lý lên đội, thế nhưng nhiều cầu thủ vẫn nhìn thấy sự khác biệt. Một cầu thủ của đội U23 Việt Nam đã chia sẻ rằng, ở đội bây giờ, thầy Tourier rất nghiêm khắc và đòi hỏi cao hơn nhiều so với khi dẫn dắt đội U19. Huấn luyện viên Philip Tourier dành phần lớn thời lượng của các buổi tập để cho các cầu thủ tập với bóng. Tại đây, thay vì tập trung vào các bài đá truyền dài, đánh biên, dứt điểm tuyến 2, thì nhà cầm quân người Pháp rèn cho các học trò tập truyền ngắn, đập nhả và di chuyển liên tục. Các cầu thủ cầm bóng phải liên tục quan sát và xử lý bình tĩnh, còn các cầu thủ xung quanh thì phải tìm ra khoảng trống. Những bài tập này nhằm phục vụ triết lý kiểm soát bóng, triển khai thế trận tuần tự bằng bóng ngắn ở sân nhà rồi đẩy dần khối đội hình lên để luôn chuyển bóng lên phía trên. Khi mất bóng thì các cầu thủ được yêu cầu là thi đấu sát nhau để gây áp lực đoạt bóng rồi lại tổ chức tấn công tuần tự bằng chuyền ngắn. Ở trận giao hữu với câu lạc bộ Phú Thọ, U23 Việt Nam phần nào đã thể hiện được phong cách mà ông Philippe Troussier mong muốn, đó là cầm bóng chắc chắn, chuyền ngắn để khai mở khoảng trống ở đội hình của đối thủ trước khi phối hợp xuyên phá. Nhà cầm quân người Pháp muốn đội bóng của ông làm chủ thế trận dù có hay là không kiểm soát bóng. Lối chơi bóng ngắn cũng được đánh giá phù hợp với tố chất của cầu thủ Việt Nam vốn khéo léo, nhanh nhẹn và tinh quái. Tuy nhiên, U23 Việt Nam có thể chơi tấn công và kiểm soát bóng trước những đội bóng yếu hơn hoặc ngang cơ, còn ở tại Doha Cup 2023, đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Philippe Troussier là U23 Iraq và U23 UAE, đại diện của những nền bóng đá hàng đầu châu Á. Trong ngày ra mắt công chúng trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển và U23 Việt Nam, huấn luyện viên Philippe Troussier đã khẳng định là chiến thuật trong bóng đá không phải là khái niệm bất biến mà sẽ thay đổi tùy chỉnh linh hoạt. Đá với Brazil thì sẽ khác đá với Lào, lối chơi còn phụ thuộc vào từng đối thủ, đó là triết lý phổ thông của bóng đá hiện đại. Ba thập kỷ nắm xa bàn, huấn luyện viên Philippe Troussier được ca ngợi là tắc kè hoa chiến thuật khi mà huấn luyện thành công nhiều đội tuyển, câu lạc bộ ở những trường phái khác nhau. Dù vậy, chiến lược gia sinh năm 1955 có nguyên tắc cốt lõi để xây dựng đội bóng của riêng ông đơn cử như sự chặt chẽ ở đội tuyển Nhật Bản. Còn với U23 Việt Nam, đó là tính kiểm soát, đòi hỏi cầu thủ phải có ý đồ cụ thể ở từng đường truyền và không được ngần ngại thể hiện bản lĩnh dù rằng đối thủ được đánh giá cao hơn. Huấn luyện viên Philippe Troussier nhấn mạnh rằng ông muốn nhìn thấy ý chí, quyết tâm và sự bình tĩnh chắc chắn của các cầu thủ khi mà có bóng ở trong chân cầm bóng phối hợp ban bật trước những đội bóng có lối chơi nhanh mạnh như là U23 Iraq hay là UAE thay vì co cụm để đá phòng ngự và đá bóng dài như là lựa chọn thông thường của các đội tuyển cửa dưới. Huấn luyện viên người Pháp có lẽ muốn nhìn thấy rõ nhất bản lĩnh học trò ở những trận đấu với độ khó cao này. Kiên định chơi kiểm soát trước đối thủ sừng sỏ là bài kiểm tra khó, nhưng nếu như vượt qua thì các cầu thủ U23 Việt Nam có thể chiếm được niềm tin của ông thầy người Pháp. Trong danh sách 23 cầu thủ U22 Việt Nam mà huấn luyện viên Philippe Truje mang đến Qatar để dự Doha Cup, cả 3 tiền đạo đều thuộc đội U20 Việt Nam vừa mới tham dự giải U20 châu Á. Đây có thể xem như là một bộ khung của đội tuyển U22 Việt Nam để hướng đến SEA Games 32 sẽ diễn ra vào tháng 5 tới đây tại Campuchia. Dù rằng đội vẫn có những sự bổ sung trong thời gian tới, thế nhưng nhìn chung các cầu thủ hiện tại vẫn được đặt nhiều niềm tin. Và huấn luyện viên Philippe Truget đang đặt niềm tin rất lớn vào những tiền đạo của đội U-20 Việt Nam vừa mới trở về từ giải U-20 châu Á. Cả ba chân sút được vị huấn luyện viên người Pháp mang đến Qatar đợt này, gồm có Quốc Việt, Văn Trường và Thanh Nhàn, đều là các chân sút của đội U-20 Việt Nam ở giải đấu nói trên. Ở giải U-20 châu Á, Nguyễn Quốc Việt là người ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội bóng trong tay huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khi mà vừa ghi bàn vào lưới đội Australia và Qatar. Trong khi đó thì Nguyễn Văn Trường là tác giả của bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho U20 Việt Nam trước U20 Qatar. Họ không chỉ là những chân sút giàu triển vọng của bóng đá nước nhà mà còn có sự bổ khuyết cho nhau rất tốt. Quốc Việt nhanh nhẹn, khéo léo, giỏi gây đột biến, thích hợp với vị trí tiền đạo lùi. Văn Trường dù rằng sở trường thi đấu ở hàng tiền vệ nhưng nhờ cao lớn với 1m82, anh có khả năng tì đè tốt và có thể đá trung phong. Sự có mặt của Văn Trường vào lúc này cũng là sự bổ sung cần thiết cho hàng công của đội U22 Việt Nam trong bối cảnh chân sút Nguyễn Văn Tùng, người đã chơi tốt ở tại giải U23 châu Á năm ngoái bị chấn thương. Không chỉ có các cầu thủ vừa nêu, tiền đạo Thanh Nhàn cùng với tiền vệ tấn công Khuất Văn Khang cũng là những sự bổ sung đáng giá cho đội U22 Việt Nam, đồng thời họ đều là những cầu thủ bước lên từ đội U20 Việt Nam đấy chính là lý do để nói rằng huấn luyện viên Philippe Troussier đang trông cậy khá nhiều vào những làn gió mới từ đội bóng vừa mới tham dự giải U20 châu Á, bên cạnh một số gương mặt đã thành danh trong lứa tuổi U22 như là Huỳnh Công Đến hay Văn Đô. riêng ở hàng hậu vệ và vị trí thủ môn, vị huấn luyện viên người Pháp đặt niềm tin vào những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhằm đảm bảo sự chắc chắn. họ là những cầu thủ có thể đã có kinh nghiệm thi đấu ở tại sea games hoặc là giải U23 châu Á năm ngoái hoặc là có kinh nghiệm chinh chiến ở tại V-League hoặc là cả hai. Số này thì có thủ môn Quan Văn Chuẩn, Trần Liêm Điều, hậu vệ Trần Quang Thịnh, Vũ Tiến Long, Lương Duy Cương và Phan Tuấn Tài. Doha Cup ở tại Qatar trong những ngày tới trước các đối thủ mạnh gồm có Ả Rập Xê Út, Hàn Quốc, Oman, UAE, Iraq, Coet, Thái Lan và chủ nhà Qatar sẽ là cơ hội tốt để cho đoàn quân trong tay huấn luyện viên Philip Druze cọ sát, nâng cao bản lĩnh trước khi hướng về SEA Games 32 quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này dùng vàng bóng đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo